Vâng, và tiếp tục em Chiến đưa đến cho các bác đó một series rất là hot của Aquafight E202, rất là tầm tiền, và em đấu về cũng như đưa về cho các bác một con sản phẩm rất là đẹp, vẫn giá cũ nha các bác, không lên không xuống, khi cái nào lên giá một người em sẽ báo cho các bác nha. Con này với vé đẹp hoàn hảo luôn, hoàn mỹ luôn nha. Đây các bác có thể xem, bác nào yêu thích con này thì cứ liên hệ cho em, giá là 22 triệu đã bao gồm phí ship. Tất cả giá bên em bao gồm phí ship và được cũng đã cân đối cho các bác. Em luôn đưa đến cho các bác những sản phẩm đẹp, đặt tiêu chí là nghi hay bài đẹp nha. Và cái quan trọng nhất các bác mua hàng bên em và đi đến với em là những sản phẩm chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Con này là con mới về hồi tối ngày hôm qua. Con em giới thiệu cách đây một tuần thì cũng đã có chủ với bác ở Nha Trang rồi. Bác vừa nhận ngày hôm qua kia, bác đã báo cho em rồi. Sau đây em mời các bác xem đồ đẹp của nó nha. Đây là dây nguồn của nó. Em này điện 100V, sử dụng 4 cầu điện, nếu các bác sử dụng điện 220 có thể chuyển cầu qua được nha. Còn nguyên bản nó là điện 100V. Các bác có thể để ý những chắc máy núm nút này, nó sáng và nó ánh lên này, các bác thấy được không? Đấy, từng nút này nó ánh lên rất là đẹp. Chắc máy nó là đẹp như là thế này, này các bác, để các bác nghi và trưng bày. Đây là hai đồng hồ vu. Đấy, khi em nó hát nhạc thì nó sẽ vẫy vẫy, rất là cổ điển và rất là đẹp. Và em này chạy 8 sò sét Toshiba chữ đỏ, rất là khỏe nha, đánh 3 cầu loa. Vỏ gỗ rất là đẹp nha. Rồi, em sẽ quay phía sau, phía trước thì chúng ta đã xem rồi. Phía trên lưng của nó. Đây, mời các bác xem lại một lần nữa nha. Em để cái tay này để mé dễ lên nét hơn. Nhiều lúc nó lên nét không được. Vâng, và đây là phía sau của nó, đây là cái mà cắm điện dây điện vào này các bác. Đây, nó dây điện rời nha, cắm vào. Các bác ở xa nếu muốn thích sản phẩm này thì cứ liên hệ cho em Chiến, thì bên em mua hàng và gửi hàng rất là đơn giản thôi. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000. Đó là tiêu chuẩn, khi các bác chuyển khoản thì em sẽ có một cái nguồn tiền thì em sẽ tiếp tục nhập hàng, chứ không phải chờ đợi 4-5 ngày mới nhận được tiền. Thì nếu các bác cọc tiền á, lần đầu mua hàng và ngần ngại thì cứ cọc tiền cho em khoảng 10%. Thì đối với sản phẩm này các bác cọc tiền cho em khoảng 2 triệu trở lên thì em sẽ gửi hàng tận nơi cho các bác. Ủa? Ui trời ơi, con này cơ bản 560W các bác. Đây, hàng hiếm đây các bác ơi. Con này đọc hàng hiếm này, bản 560 này, 117V. Còn bản này hàng Mỹ nè. Đây, còn bản này hàng Mỹ mới có cái tem này nha các bác. Bản này con này hàng Mỹ rồi. Đây, các bác thì thấy nha, những cái tem này nó ở trên những con Samsung hoặc là những con sản phẩm từ Mỹ về như là Vixer này. Bản này bản Mỹ nha các bác, 117V rồi, 560W. Đây đây đây, bản này bản Mỹ nha các bác, Nhật nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ nha các bác, bằng Mỹ nè. Con này dòng này là cực kỳ hiếm nha các bác, 560W. Rồi, nói chung là bác nào may mắn thì mình sở hữu con này thôi, chứ còn thực sự thì em nhập hàng thì em cũng không để ý mấy cái đó. Nhật cho Mỹ em bán một giá, nhưng mà tiêu chuẩn của Mỹ thì luôn 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 cao hơn ở những sản phẩm của Nhật. Nếu mà cùng một cái sản phẩm như thế này, nếu mà xuất thị trường Mỹ nó tiêu chuẩn sẽ cao hơn ở thị trường của Nhật, tại vì thị trường Mỹ cái tiêu chuẩn cái gì nó cũng cao nha các bác. Rồi, em mời các bác ngắm nhìn vỉ điệp của em nó một lần nữa, rồi em đi vào bên trong nội thất của sản phẩm để các bác cùng xem. Vâng, đây là khi em nó đã ra khỏi vỏ gỗ. Đây, các bác thể thấy qua là nguồn tụ rất là lớn này. Vâng, đây là nội thất để các bác xem được những con dòng sò và những chân tụ của con 202 này. Các bác sẽ mở phía dưới nha các bác, như những con xanh xui đấy. Đây, như thế này chúng ta sẽ thấy được là mỗi vế là 4 con sò sách Toshiba chữ đỏ. Dòng sò mà các bác thường thấy trên 309V, mà 309V nó chỉ chạy 4 con vậy thôi nha các bác, mà riêng con 202 nó sẽ chạy là 8 con, có nghĩa là gấp đôi con 309V. Đây là chân tụ, 4 con tụ đột ngột, và là tăng phô. Đấy, bo mạch của Elena sản xuất riêng cho thị trường con Aquafight. Bác nào lấy con Aquafight này thì liên hệ cho em, hàng hiếm nha các bác, hàng xuất cho thị trường Mỹ, công suất lớn 560W, điện 120V. Thôi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.